Chó pút đồ ăn gì? Giá bao nhiêu tiền? Mua, bán ở đâu rẻ nhất? Với những người yêu thú kiểng ở Việt Nam thì giống chó pút đồ đã ngày càng trở nên quen thuộc và phổ biến. Tuy vậy thì vẫn còn một số người chưa hiểu biết nhiều về giống chó này. Một vài vấn đề mà nhiều người còn chăn trở như là chó pút đồ có nguồn gốc từ đâu? Thích ăn gì? Giá bao nhiêu? Cùng nhau khám phá qua bài viết sau. 1. Nguồn gốc giống chó pút đồ với sự thông minh cùng ngoại hình được nhiều người đánh giá là xinh xắn thì poodle vẫn giữ được độ hot vốn có của mình. Có thể nói giống chó này đang rất được ưa chuộng mặc cho sự xuất hiện của ngày càng nhiều giống chó mới lạ. Vấn đề đầu tiên chúng ta cần quan tâm khi tìm hiểu về poodle là về nguồn gốc của chúng. Bởi theo nhiều nghiên cứu, nguồn gốc xuất xứ là yếu tố trọng yếu quyết định tập tính, thói quen sinh hoạt, đặc điểm về ngoại hình hay tính cách. Theo đó, nguồn gốc xuất xứ của chó poodle là từ các nước châu Âu. Cụ thể thì những chú chó xù cút đồ đầu tiên đã được sử dụng như một loại chó săn dùng trong săn bắt. Đồng thời, cút đồ bông còn thể hiện được đặc tính khác biệt từ chính cái tên của chúng. Trong tiếng Đức cụm từ pút đồ xuất phát từ Puden, từ này có nghĩa là thợ săn hay chó lội nước. Có thể nói tổ tiên của những chú cút đồ sinh sắn ngày nay là một giống chó chuyên săn động vật sống dưới nước. Hiện bút đồ đã dần mất đi những đặc trưng vốn có từ tổ tiên xa xưa nhưng chúng vẫn giữ được khả năng bơi lội tuyệt vời đặc biệt là khả năng bơi tốt trong nước lạnh. Hai, đặc điểm ngoại hình chó poodle. Bên cạnh đó, chó poodle cũng mang trong mình nhiều điểm khác biệt như bộ lông dài, xoăn với màu sắc điệu đà. Cùng với vẻ ngoài ưa đáng yêu thì chó sù poodle liên tục lọt vào danh sách những loài cún được yêu mến nhất bởi trí thông minh và sự nhanh nhẹn. Thêm vào đó, nếu xét về lịch sử ra đời thì poodle đã rất phổ biến ở các quốc gia Tây Âu trong khoảng 400 năm qua. Mặc dù Xét về nguồn gốc thì nhiều chuyên gia vẫn còn tranh cãi, bởi một số người cho rằng giống chó này có xuất xứ từ Pháp, Đan Mạch. Dù có xuất xứ từ đâu thì hiện nay giống đồ vẫn duy trì được sức hút vốn có của chúng. Phần đầu, nên chọn mua những em đồ có chán rõ và sẽ trông xinh xắn hơn khi được phủ bởi một lớp lông dài. Song song với các tỷ lệ khuôn mẫu thì khi mua bạn cũng cần quan tâm đến vùng mặt của chúng. Theo nhiều chuyên gia thì bạn nên lựa chọn một em đồ có cái mũi lớn, thẳng, lỗ mũi nở đặc biệt màu sắc của chiếc mũi thường giống với màu lông trừ những con có màu lông nâu cam hay màu đỏ thì có mũi màu đen hoặc màu nâu đôi mắt chỉ nên lựa chọn những em bút đồ có đôi mắt sắc xảo nằm trên đường giao giữa mõm và chán mắt giống chó này có dạng hạt hạnh nhân thông thường thì có màu nâu sẫm hoặc đen trừ một vài trường hợp đặc biệt có thể có màu hổ phách đôi tai bút đồ còn để lại ấn tượng khá sâu sắc với nhiều người bởi nét đặc biệt và có phần điệu đà của đôi tai cụ thể thì cún có phần tai dài thả xuống dọc theo má với quả tai hơi rộng, hơi tròn. Bộ lông Một trong nhiều yếu tố nổi bật giúp bút đồ cạnh tranh với nhiều giống chó khác là đặc trưng về bộ lông. Có thể ví von chó bút đồ như một quý cô điệu đà, bởi chúng có bộ lông khá cầu kỳ và bắt mắt với dạng lông xoăn và lông dạng thường. Trong đó, giống chó bút đồ lông xoăn có cấu trúc giống như sợi len, rất đàn hồi. Bộ lông của chúng có độ xoăn rất đồng đều nên tạo cảm giác thỏa mãn khi quan sát. Chó pút đồ có bộ lông dạng thường thì cấu trúc lông cũng dài nhưng không xoăn mà có dạng sợi nhỏ và thường rất dài. Khi mua chó pút đồ chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về màu lông. Cụ thể thì hiện nay giống chó này có những màu lông như đen, trắng, tám, nâu, vàng, nâu đỏ. 3. Đặc điểm tính cách của chó pút đồ Pút đồ rất thông minh nên quá trình huấn luyện cũng nhờ vậy mà đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây không phải là giống chó có thể lực tốt bạn nên hạn chế việc huấn luyện các bài thể lực nặng mà nên tập trung vào các bài tập đơn giản kết hợp vui chơi. Chúng cũng là những chú cún khá khó tính. Bạn nên dành nhiều thời gian để vuốt ve cũng như cho chúng đi dạo quanh công viên. Đặc biệt, cần nghiêm khắc thưởng phạt rõ ràng để bút đồ biết được những điều nên làm và không nên làm. 4. Chó bút đồ có mấy loại? Màu nào đẹp nhất? Trên thế giới, chó bút đồ được chia làm 5 dòng chính. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây để có được cho mình những kiến thức thú vị về chúng. Chó poodle standard. Đây là dòng poodle thuần chủng và giữ được những nét nguyên thủy của tổ tiên. Thông thường, dòng tiêu chuẩn có chiều cao khoảng 60 cm và nặng khoảng 50 kg. Ở Việt Nam, rất khó để bạn có thể tìm mua được một em poodle dòng này. Nếu ngôi nhà bạn có diện tích lớn thì hãy nghĩ tới việc nuôi. Bởi dòng chó poodle thuần chủng rất khó ngồi im một chỗ mà luôn tìm cách chạy nhảy ở những nơi có không gian rộng rãi. Chó poodle miniature đây cũng không phải dòng bút đồ quá phổ biến ở Việt Nam. Giống chó này có chiều cao khoảng 40cm và nặng 15kg. Chúng là bản thu nhỏ của những chú chó bút đồ dòng tiêu chuẩn. Bút đồ miniature thường chỉ được bán tại các cửa hàng pet uy tín hoặc các trang trại chuyên phối giống lâu năm. Chó toy bút đồ Tiny bút đồ là dòng chó đang được săn lùng nhiều nhất ở Việt Nam. Bạn có thể gặp chúng ở bất kỳ đâu tại các thành phố lớn như trên vỉa hè, trong công viên dòng poodle toy có chiều cao trung bình khoảng 20 đến 30 cm, cân ngặn chỉ từ 5 đến 6 kg. có rất nhiều dòng tiny để bạn lựa chọn, tùy thuộc vào màu sắc, giới tính mà chúng sẽ có các mức giá khác nhau. chó tiny poodle nếu muốn tìm giống cún size nhỏ hơn nữa thì tiny poodle sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn. tiny poodle này có chiều cao chỉ từ 10 đến 15 cm và nặng khoảng 3 kg. tiny poodle có vóc dáng không quá to cũng không quá nhỏ. Chính vì thế mà các em này này đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Chó ti cục bút đồ Có thể bạn không tin nhưng ti cục bút đồ ra đời là hoàn toàn tự nhiên. Không có sự tác động của con người trong việc phối giống. Ti cục bút đồ thực chất là phiên bản chưa hoàn thiện của toy bút đồ. Một chú chó ti cục bút đồ chỉ có thân hình cao không đến 10cm và nặng chưa được 2kg. Tuy nhiên, tuổi thọ cũng như sức đề kháng của chúng thường rất yếu nên bạn cần cẩn trọng khi chăm sóc. 5. Chó bút đồ thích ăn gì? Có ăn được cơm không? Theo nhiều nghiên cứu thì bút đồ có hệ tiêu hóa không tốt nên thường xuyên bỏ bữa. Để giảm thiểu tình trạng này, chủ nhân nên đưa ra phác đồ ăn uống hợp lý cho mỗi bữa ăn. Đối với cún 2 tháng tuổi, mỗi ngày ăn khoảng 4 đến 5 bữa nên cho thức ăn mềm, nhuyễn và kết hợp với bú sữa mẹ. Đối với cún từ 3 đến 6 tháng tuổi, bạn nên cho chúng ăn thức ăn dễ tiêu hóa như các loại cháo thịt. Khi chó càng lớn thì số bữa ăn trong ngày sẽ giảm xuống. Đối với cún lớn hơn 6 tháng tuổi, vào giai đoạn này chỉ nên cho ăn hai bữa ngày, bổ sung thêm ăn các loại thực phẩm giàu canxi, tinh bột và các loại vitamin. Ngoài ra, nếu có điều kiện hãy mua hai quả trứng vịt lộn mỗi tuần để bút đồ ăn. Điều này sẽ giúp cho lông của chó được mềm và mượt hơn. Tránh để chó bút đồ ăn những loại đồ ăn quá cứng hay quá khô. Một số nhóm thực phẩm tươi sống, thức ăn có tính cay, nóng cũng không nên loại bỏ khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Giống chó poodle tiny có thể ăn đa dạng rất nhiều loại thức ăn như cơm, thịt bò, lợn cùng một số loại rau củ quả, trứng sữa khác. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể an tâm cho poodle có thể ăn cơm và lông không hề bị bạc. Để giảm thiểu nguy cơ cún bị nôn trong quá trình ăn uống thì bạn nên xay nhỏ cơm và rau củ quả, trứng. 6. Kinh nghiệm nuôi chó poodle cho người mới bắt đầu. Đối với những người mới bắt đầu nuôi thì quá trình chăm sóc thú cưng gặp rất nhiều khó khăn và cần một chút kiến thức nhất định. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên lưu ý. Đưa chó đi vận động thể thao. Ngoài ra, poodle được đánh giá là giống chó yêu vận động do đó mà việc huấn luyện các bài tập thể thao hàng ngày cho chúng là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, chỉ nên cho chó vận động một cách nhẹ nhàng để tránh những tổn thương đến xương. Đồng thời, poodle đồ rất thông minh nên việc huấn luyện sẽ không tốn quá nhiều thời gian của bạn. Poodle đẻ bao nhiêu con mỗi lứa. Ngoài các vấn đề trên thì nhiều người còn chăn trở về tình trạng sinh nở. Thực tế thì chó bút đồ được người nuôi đánh giá là dễ chăm sóc khi mang thai và sinh đẻ. Cụ thể, chó bút đồ mang thai trong khoảng từ 58 đến 65 ngày, nhưng phải cần đến một tháng thì chúng ta mới có thể nhìn rõ bụng chúng phình lo lên. Bút đồ thường đẻ 6 đến 8 con trong mỗi lứa, mỗi con ra đời cách nhau khoảng 10 đến 30 phút. Đa phần chó bút đồ khi lớn có thể tự sinh sản tại nhà tuy nhiên nếu trong ngày sinh mà cún con vẫn chưa chịu chui ra sau khi vỡ ối thì bạn nên đưa chó mẹ tới cơ sở thú y gần nhất để kiểm tra cụ thể kiểm tra sức khỏe thường xuyên nếu thấy chó xuất hiện một trong các dấu hiệu bất thường như tiêu chảy hay nôn ói thì nên nhanh chóng đưa chúng đến cơ sở thú y để các bác sĩ kiểm tra đồng thời cũng nên ghi chép và kiểm tra lại khẩu phần ăn trước đó hãy để cún phơi nắng mỗi ngày trong ánh nắng có chứa nhiều vitamin d rất tốt cho sự phát triển của xương và tăng sức đề kháng điều kiện sống thoáng mát, sạch sẽ. Bên cạnh đó, để chó thích nghi với môi trường sống mới nhanh hơn thì yêu cầu về chỗ ở cũng cần được chú ý. Vị trí ngủ của chó bút đồ bông đòi hỏi phải thông thoáng, ấm áp và tốt nhất là nên có ánh sáng mặt trời. Hạn chế để chó nằm điều hòa hay trước quạt máy, điều này dễ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Nguyên tắc vệ sinh Đặc biệt, khi mới mua chó về thì không nên tắm ngay vì sau quãng đường di chuyển từ nơi bán về nhà thì chúng đang cảm thấy mệt mỏi hãy để bút đồ bình tĩnh lại sau khoảng 2 giờ đồng hồ hãy vệ sinh tắm rửa sở hữu bộ lông dày xoăn nên chó bút đồ cần được tắm sạch sẽ mỗi ngày tuy nhiên trong một vài trường hợp nhất định thì cần tránh nước như thời tiết quá lạnh chó còn đang bú mẹ có dấu hiệu bị bệnh khi vệ sinh bạn nên nhẹ nhàng tránh để xà phòng hoặc nước chảy vào tai cún khi tắm xong hãy sấy khô lông đồng thời sử dụng bông ngoáy tai để làm sạch các cạn bẩn còn sót lại tiêm phòng định kỳ một yếu tố quan trọng khác cần phải lưu tâm là vấn đề tiêm phòng và tẩy run sán. Thường thì, chủ cũ đã tiêu phòng đầy đủ cho cún nhưng nếu chẳng may chúng chưa được tiêm thì bạn cũng nên bình tĩnh. Bởi giai đoạn này sức đề kháng của bút đồ còn yếu. Nếu cô dẫn chúng đi tẩy run hay tiêm phòng sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường. 7. Chó bút đồ giá bao nhiêu tiền một con? Một trong những vấn đề quan trọng mà rất nhiều người muốn biết khi mua bút đồ là giá bán. Hiện nay, chó bút đồ giá 1. 2 triệu được bày bán khá rộng rãi trên thị trường. Giá từ 500k 2 triệu. Tuy nhiên, có thể nói hầu hết những chú bút đồ có giá từ 500k tới 1 đến 2 triệu đều không có nguồn gốc rõ ràng. Đa phần là chó được nhập lậu nên chất lượng không được đảm bảo. Giá lớn hơn 6 triệu. Theo đó, giá bút đồ dao động trên mức 6 triệu con thường là những chú chó có đầy đủ giấy tờ. Mức giá này tăng lên tùy thuộc vào màu sắc hay kích thước đặc trưng ở từng dòng. Giá từ 12-13 triệu. Những em poodle đắt có thể lên đến 12-13 triệu con là rất bình thường. Nếu chọn mua ở mức giá này thì khả năng cao bạn sẽ chọn mua được những em poodle thuần chủng. Trên thực tế cũng có nhiều đơn vị bán poodle trả góp. Nếu bạn là sinh viên không đủ chi phí để trả thẳng bạn có thể lựa chọn hình thức thanh toán này. 8. Mua, bán chó poodle ở đâu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh? Lời khuyên dành cho những ai đang có mong muốn mua chó bút đồ là nên lựa chọn cơ sở bán có uy tín và tuyệt đối không nên ham giá rẻ. Hiện tại, ở khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nha Trang có rất nhiều shop chó cảnh uy tín, có tên tuổi lâu năm. Bạn nên qua trực tiếp để chọn mua trực tiếp cũng như tham khảo chính sách đổi trả và hậu mãi sau khi mua. Hoặc tìm mua trên các hội yêu chó bút đồ, các fanpage chuyên kinh doanh chó cảnh. Hy vọng! qua những thông tin trong bài viết trên thì các bạn có thể tự tin lựa chọn cho mình chú chó bút đồ ưng ý mọi thắc mắc vui lòng để lại lời nhắn bên dưới bài viết